Truyện tranh Cậu bé Rồng tập 98 Tiểu quái hồ nước đen. Vái ông Địa nhờ ông giúp cô một việc, xin tạ ông cái bánh tráng nướng và đường tán. Chuyện gì vậy nhỏ? Con bị mất một thứ, xin ông Địa tìm giùm cho con. Thứ gì? Con bị mất tên ạ. Ngươi tập bắn cung rồi mất tên hả? Không phải tên để bắn cung mà là tên của con. Con đánh mất cái tên nên bây giờ con không biết con tên là gì. Ta không rảnh để đùa với mày đâu. Khoan đi, con nói thật mà. Sao nó mạnh dữ vậy? Nó kéo mình lên cái vèo. Ói, có con sâu rốm dính trên lưng ông. Phủi giùm ta đi. Con cũng sợ sâu lắm. Tìm khúc cây hất nó xuống. Ông nhảy xuống hồ cho nó chết ngộp đi. Ấm. Con sâu rớt chưa? Kéo ta lên, ta không biết bơi. Ấm. Ê, sao mày kéo tao xuống nước? Ốc ốc. Ờ, đây là đâu vậy? Ủa, ai treo ta lên thế này? Tôi bắt ông đấy. Trước khi ra tay tôi phải bắt ông, nếu không thì ông phải đám. Ai làm chuyện gì ông cũng biết rồi đi báo cho thằng Rồng, bởi thế nên tôi phải bắt ông. Ông bắt con chó của tôi làm thịt nhậu phải không? Đâu có. Ông nổi danh là người chuyên bắt chó về nhậu, đừng có chối. Tôi có bắt chó về nhậu, nhưng chỉ bắt chó của người lạ thôi, chó của người quen tôi không bắt. Không cãi. Ông bắt chó của tôi sẽ bắt chó của ông. Còn chó của nhà tôi cũng mất rồi. Chó còn trong nhà mà cũng mất, ai bắt chó mà giỏi thế? Ai bắt chó của tôi, trả lại đây. Nhà ông Phú Hộ cũng kéo nhau đi tìm chó. Vậy là có một tổ chức bắt chó trong làng mình, phải báo quan. Mấy con chó của ta cũng mất rồi, ta đang cho người đi tìm thủ phạm đây. Chó của quan mà nó cũng dám bắt, tên trộm chó này to gan thật. Cả làng đang nhốn nháo lo sợ vì việc mất chó, tức cười ghê. Ông Địa ơi, ông đi đâu mất rồi mà không thấy? Nhờ ai tìm tên bắt chó này bây giờ? Dễ ạc, cậu biến thành con chó, thế nào tên đó cũng bắt cậu. Biến Rồng thành chó, nhục ghê. Về nhà ngay đi, kẻ bị người ta bắt. Theo ta. Ờ, chỉ cần nó ra lệnh thì con chó đi theo. Mày cũng theo tao luôn. Đi thì đi, đâu có ngán. Thì ra thủ phạm là thằng nhóc này. Có điều lạ là nó bắt chó bằng miệng, nó chỉ cần ra lệnh là bắt được chó ngay. Bay. Rồi, gặp yêu quái rồi, theo xem nó làm gì. Hồ gì mà nước đen thui thế này? Còn chó không bị ngụp nước là thật. Ồ, một cái động dưới đáy hồ. Vào đi. À, thì ra ông Địa cũng bị bắt. Nó khẳng vái cái gì với tường con chó đá vậy? Vào. Thì ra nó bắt chó về cho con chó đá ăn. Tới phiên mày. Vào. Ha ha, ta là Rồng không phải chó. Thằng Rồng, cậu Rồng, ha ha. Bắt được tên bắt chó rồi. Còn lâu. Thì ra là một tên tiểu yêu. Đừng gọi ta là tiểu yêu vì ta không phải yêu tinh. Vậy là tiểu quái. Chát. Hử. Vút. Cốp. Cốp cốp. Mày đánh không lại ta đâu, hàng đi. Tao đánh không lại mày, nhưng tao có thứ này. Vút. Vòng càn khôn của Natra. Chát. Mày ăn cắp vòng càn khôn của Natra phải không? Tao mượn không xin phép chứ không phải là ăn cắp. Vút. Chát. Cốp. Rạc âm. Vút. Cốp.
biến. Thoát. May mà mình chạy kịp, chứ để cái vòng đó chụp thì không cách nào thoát. Vút. Chiếc vòng lợi hại, không đánh. Ha ha, tưởng thằng rồng giỏi lắm, ai dè lại thua cái vòng càng khôn. Cậu rồng chơi xấu, thoát một mình mà không cứu ta. Nó có cái vòng càng khôn, tớ đánh không lại. Sao không cứu ông địa về? Cứu không kịp. Quay lại cứu ông đi, có thể ông ở trong đó lâu, ông biết mục đích của thằng tiểu quái. Thế nào nó cũng đi bắt chó nữa, đợi nó ra khỏi động thì mình vào. Nó đi ra. Mình vào. Tưởng cậu quên tôi rồi chứ, bộ tôi tè đến thế à? Ông ở đây có biết gì về việc tên tiểu quái làm không? Hôm qua có một ông thần lạ hoắc đến nói chuyện với thằng tiểu quái. Nó ăn được bao nhiêu con chó rồi? Còn thiếu 2 con nữa là đủ 999 con. Vậy là ta thành công rồi, ta đã luyện được thạch cẩu tinh, ráng tìm cho đủ số đi. Lão ta chỉ nói vậy rồi đi, tôi không biết họ luyện thạch cẩu tinh để làm gì. Vậy thì để tôi phá tan con chó đá này đi, chắc chắn họ có mục đích xấu. Rạc. Âm. Ôi da. Không phá được. Vút. Vòng càng khôn, thằng tiểu quái về, rút mau. Xuống. Nguy to rồi, con chó đá đó sắp thành tinh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vẫn còn kịp, cậu dời núi lấp cái hồ nước đen ấy lại, cho chúng ở dưới đó luôn đi. Biến. Ông, ông. Hồ nước nút mắt ngọn núi, lạ thật. Ô, ô. Con chó đá đó thình tinh, trễ rồi. Ê rồng, dám đánh không? Da. Âm. Ha ha, tưởng ghê gớm lắm, ai dè chỉ cần một chị thì thạch cẩu tinh tan tành. Xoạt. Ói. Trời, nó liền lại như cũ. Ha ha, tưởng dễ ăn lắm hả? Rọt. Ôi da, nước giải gì mà nóng khiếp vậy? Người rồng biến. Rọt. Ha ha, không ăn thua gì cả, cứ việc phun cho hết nước giải đi. Chát. Xoạt. Cứ đánh nó bể rồi nó liền lại. Sao không đánh mà lại đứng trơ ra đó? Ha ha, ta hiểu rồi. Còn chó đá này không có gì lợi hại ngoài hai đòn phun nước giải và lao tới cắn. Hai đòn đó ta đã phá được nên nó không còn đòn nào để đánh ta phải không? Còn đòn này, vút. Chát. Lại là cái vòng càng khôn. Vút vút. Vút. Bãi lầy. Ha ha, có cách tiêu diệt con chó đá rồi. Bãi cỏ che bãi lầy, biến. Quay lại đánh tiếp, dụ nó đến đây. Rạc. Mày to gan, không sợ tao ném vòng càng khôn hả? Chát. Chạy. Đuổi theo nó, tao phải bắt nó cho yên chuyện. Nó thì tới đây bắt ta. Sắp lại để ta bắt nó. Rọt. Ơ, xa lầy rồi. Nhảy ra mau. Không kịp rồi. Ha ha, còn chó đá đã chìm rồi. Thằng khỉ làm tôi công tao. Tao vừa luyện xong thạch cẩu tinh, chưa dùng được vào việc gì thì mày đã phá mắt nó. Mày sẽ biết tay tao. Chạy. Còn chó đá không có gì đáng sợ, tôi đã diệt nó. Không đáng sợ đối với cậu, còn đối với người khác thì là một mối nguy to lớn vô cùng. May mà cậu đã diệt được nó. Còn thằng tiểu quái, nó có cái vòng càng khôn khó đánh quá. Phải bắt cho được thằng tiểu quái, nếu không thì nó sẽ còn gây ra nhiều rắc rối. Chỉ có cách trời xấu mới có thể bắt được nó. Tôi sẽ bám theo, đợi lúc nó ngủ thì ra tay. Đúng đó, đôi khi quân tử cũng phải dùng cách của kẻ tiểu nhân để được việc mà. Tôi đến hồ nước đen tìm thằng tiểu quái đây.
Mất con chó đó thì ta làm con khác, đừng lo, đưa chiếc vòng càn khôn cho ta. Ông lấy vòng càn khôn làm gì? Ta sẽ dùng nó để bắt con chó thần của ông Dương Tiễn. Ta sẽ dùng con chó để luyện thành một con chó đá khác, lợi hại hơn. Đây, chiếc vòng đây. Chát! Sao ông đánh tôi? Ngươi làm mất con thạch cẩu thình của ta, ta phải trị tội ngươi. Dạ, chát! Bốp! Ông dụ tôi lấy chiếc vòng càn khôn để đánh tôi, ông lớn mà chơi xấu. Đúng thế, mày có chiếc vòng đó, tao không dám đánh ngươi. Chết này! Rạc! Rạc! Âm! Tiểu Thiên Long, phen này chết ngươi rồi. Vút! Chát! Ông địa, đưa chúng tôi đi. Xuống! Thoát rồi. Cảm ơn đã cứu tôi. Nói cho tôi nghe, vì sao cậu lại giúp ông ta luyện con thạch cẩu tinh? Tôi là Tiểu Vân, ở trên chồn sao Thiên Dương. Tôi cùng cha tôi lo việc chăm đàn dê của thiên đình trên chồn sao đó. Một hôm, lão thần ở chồn sao Thiên Khuyển đến bắt cha tôi. Ông bảo tôi phải làm theo lời ổng, nếu không thì ổng giết cha tôi. Ông bảo tôi phải đi bắt chó, cho con chó đá của ổng ăn để nó thành tinh. Khi xong việc, ổng sẽ thả cha tôi về. Con chó đá vừa thành tinh, tôi định đi giao cho ổng thì cậu chặn đánh, nên mới sinh chuyện. Ổng dùng con chó đá để làm gì? Ổng tặng cho người phương Bắc để đánh nước Nam. Ông thần ấy phạm luật trời, giúp người thế gian đánh nhau, tội nặng lắm đấy. Còn chiếc vòng càn khôn, ở đâu cậu có? Biết rằng xuống đây sẽ chạm trán với cậu, nên tôi lén mượn tạm của Nata để đối phó với cậu. Tôi định khi xong việc tôi sẽ trả lại cho Nata. Giờ chiếc vòng đã bị lão ấy lấy, tôi không biết làm sao. Tôi không giao con chó đá cho ông thần Thiên Khuyển được, ổng đâu có thả cha tôi về. Tại cậu mà tôi gặp khó khăn, cha tôi không được thả mà không có chiếc vòng để trả lại cho Nata, làm sao tôi dám về trời. Cậu vô duyên, cậu luyện con chó đá để người ta đánh nước tôi phá thì cậu đổ lỗi cho tôi. Tôi sẽ gỡ rối cho cậu, mình hợp sức bắt lão Thiên Khiển, lấy lại chiếc vòng. Cậu đưa lão về thiên đình để trên đó xử tội, lão phải thả cha cậu ra thôi. Lão có chiếc vòng càn khôn bắt sao được? Cậu đã từng sử dụng chiếc vòng ấy, nếu cậu bị nó trói, cậu có biết cách thoát không? Biết. Vậy thì ta sẽ làm thế này. Biến. Cậu biến thành tớ rồi, cậu đến khiêu chiến với lão. Lão sẽ dùng vòng càn khôn để bắt cậu, lúc đó tớ sẽ ra tay. Ông thần Thiên Khiển, tôi đến bắt ông đây. Dạ. Chắc. Vút. Bắt nó. Rạc. Người làm sao địch nổi chiếc vòng càn khôn mà đòi bắt ta? Dạ. Ủa, còn Tiểu Thiên Long nào nữa đây? Ta mới đúng là Tiểu Thiên Long. Thằng kia là tiểu quái hồ nước đen. Ta bị nó lừa rồi. Không có chiếc vòng, ông biết tay tôi. Vút. Chát. Rạc. Rạc. Âm. Ui, nóng quá. Bắt lão. Thả ta ra. Tôi bắt được ông rồi, cậu thoát ra khỏi chiếc vòng đi. Bịch. Vút. Để nó chạm đất, tức khắc nó sẽ bay lên. Bây giờ cậu đưa lão ấy về thiên đình để trên đó xử tội đi. Tha cho ta đi. Cha tôi đâu? Thả ta ra rồi ta chỉ chỗ cha của ngươi đang ở. Tôi đâu có dạy, về thiên đình. Tiểu quái hồ nước đen lại đến kia. Đừng gọi tôi như thế nữa, mắc cỡ lắm. Hãy gọi tên tôi là Tiểu Vân. Sự việc thế nào rồi Tiểu Vân? Lão Thiên Khiển bị cách chức vì tội giúp người thế gian đánh nhau. Lão phải về chồn sao Thiên Dương để chăn dê thay thế cho cha con tôi. Cha tôi về giữ chồn sao Thiên Khiển thế cho lão. Tôi bị Na Tra đánh một trận nên thân, thấy tôi còn nhỏ nên Ngọc Hoàng tha tội cho tôi. Biết cậu nóng lòng muốn biết kết quả sự việc nên tôi lén xuống nói cho cậu nghe. Chúc mừng cha con cậu đã thoát nạn. Tạm biệt tiểu quái hồ nước đen. Đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa mà.